chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tiêu thụ điện. Đây là cái chuyên mục chuyên test công suất tiêu thụ điện của các thiết bị trong gia đình. Thì hôm nay nhân dịp có một khách đặt tôi làm một cái ghế sẵn các cái công cụ như máy cắt, máy hàn, máy khoan cũng như là máy cắt sắt lớn, thì ở đây thì tôi sẽ test cho chúng ta xem cái công suất tiêu thụ điện thực tế của các thiết bị điện này như thế nào. Thì để làm được điều này thì chúng ta sẽ dùng một cái công cụ, đó là một cái đồng hồ chuyên dụng để đo công suất tiêu thụ điện. Thì tôi đã trở về đưa con số cho về không rồi. Bây giờ tôi sẽ test thử cho chúng ta xem từng cái thiết bị này nó sẽ tốn bao nhiêu điện ha. Giờ chúng ta cùng theo dõi. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn đây là máy cắt sắt lớn. Thì nhà sản xuất có ghi trên cái tem công suất tiêu đó là 2200W. Và số vòng là 3800 vòng 1 phút, dùng với điện 220 và cái lưỡi cắt là 355mm. Bây giờ chúng ta sẽ xem khi cái máy này hoạt động thì nó sẽ tiêu thụ bao nhiêu điện ha. Để chúng ta cùng theo dõi. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi trên màn hình ha. Hiện tại là công suất tiêu thụ điện của cái đồng hồ đo là 0kW. Điện thế là 216V. Bây giờ tôi sẽ tiến hành khởi động cái máy này lên. Chúng ta sẽ xem trong quá trình nó hoạt động thì công suất tiêu thụ điện nó là bao nhiêu nha. Bây giờ tôi sẽ bấm cái máy cắt sắt nó lớn này lên. Và chúng ta theo dõi nha. Khi cái máy nó mới hoạt động á, khi nó máy nó mới khởi động lên thì nó tiêu thụ điện là hơn 1kW, nhưng khi nó đã ổn định rồi thì nó tiêu thụ khoảng 500-600W mà thôi. Giờ chúng ta xem lại một lần nữa nha, chúng ta theo dõi thật kỹ nha. Khi nó hoạt động ổn định rồi thì công suất tiêu thụ điện trung bình của nó là khoảng 580W. 580W. Khi nó mới khởi động lên thì nó sẽ hơn 1000W. Chúng ta theo dõi thêm một lần nữa nha. Khi nó mới khởi động lên thì nó tiêu thụ điện hơn 1000W. Và lúc nó hoạt động ổn định rồi thì từ 580-600W. Vậy thì cái công cụ, cái thiết bị đầu tiên mà tôi test cho chúng ta đó là cái máy cắt sắt lớn. Nhà sản xuất ghi là 2200W nhưng thực tế là nó tiêu thụ điện là trung bình là khoảng 600W. Khi lúc nó khởi động là hơn 1000W. Cái thiết bị tiếp theo mà tôi muốn test cho quý vị và các bạn xem đó là máy hàn mid. Đây là cái máy hàn mini. Chúng ta sẽ theo dõi trong quá trình khởi động cũng như là trong quá trình nó hoạt động khi chúng ta hàn thì công suất tiêu thụ điện nó sẽ là bao nhiêu nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành bật cái máy hàn lên. Rồi chúng ta theo dõi trên màn hình. Hiện tại là chúng ta thấy là cái tôi điều chỉnh là ở mức là 185A. Thì chúng ta xem coi là với 185A như thế này thì nó tiêu thụ là bao nhiêu điện nha. 20W. Nó chỉ là 20W mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tăng lên. Tăng lên tối đa coi sao. Nó cũng chỉ là 20W. Giảm xuống. Giảm xuống còn 21 ampe thì nó cũng chỉ là 20W. Như vậy thì lúc chúng ta chưa cho cái máy nó hàn á, chúng ta chưa hàn thì cái dòng tiêu thụ của nó là khoảng 0,25 ampe tương ứng là khoảng 20W mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tăng lên ở cái mức khoảng
150 A đi. 150 A thì chúng ta thấy là hiện tại là công suất tiêu thụ điện nó là 20 W. Bây giờ tôi sẽ tiến hành hàng dùng cái que hàng này. Tôi sẽ hàng để xem trong quá trình hàng thì công suất tiêu thụ điện nó sẽ là bao nhiêu. Chúng ta theo dõi trên màn hình nha. Hiện tại là cái máy hàng là tôi đặt ở là 150 A. Rồi chúng ta cùng theo dõi nha. Khi chúng ta hàng thì công suất tiêu thụ điện của cái máy hàng của mình sẽ là bao nhiêu nha. Trong lúc hàng là nó lên này 2200 W luôn. Chúng ta xem kỹ lại nha. Vậy thì khi nó hàng nó sẽ tốn rất là nhiều điện. Lúc mà chấm cái món hàng nó tốn rất là nhiều điện. Chúng ta theo dõi kỹ lại nha. Đây 2700 W. Đó, chúng ta thấy khi trong lúc chúng ta chấm mối hàng thì nó tốn điện rất là nhiều luôn. Đây chúng ta theo dõi thêm một lần nữa nha. 2000 W đây. 1000. Do đây tôi cũng không có chấm liên tục cho nên là chúng ta cũng khó mà theo dõi, chúng ta theo kỹ lại nha. 1000, 3000, 2009 luôn. Đấy chúng ta thấy. Vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng là trong quá trình cái máy hàng nó chưa nó khởi động rồi mà chúng ta chưa hàng thì nó chỉ tiêu thụ ở cái dòng rất là thấp, nó chỉ tầm khoảng 0,23, 0,24 A và công suất tiêu thụ điện nó tầm khoảng 20 W thôi. Nhưng khi chúng ta chấm mối hàng thì có thời điểm nó lên tới 2900 W. Đây là công suất tiêu thụ điện rất là lớn. Chính vì vậy là trong quá trình chúng ta hàng, chúng ta lưu ý là các cái dây điện mà để chúng ta cung cấp cho máy hàng là phải dây đủ lớn. Nếu không thì với cái công suất tiêu thụ điện như thế, với cái dòng lớn như thế thì nó sẽ không có, sẽ có thể làm cháy cái dây của chúng ta. Bây giờ chúng ta theo dõi lại một lần nữa. Đây, công suất tiêu thụ điện hiện tại là chỉ có 20 W. Bây giờ tôi sẽ chấm mối hàng hay chúng ta xem nha. Đấy, 1.200 đấy, 2.700. Đấy, chúng ta thấy công suất tiêu thụ điện rất là lớn, 2.700 lên 2.900 luôn. Cái thiết bị tiếp theo mà tôi muốn test cho chúng ta đó chính là máy cắt cầm tay. Thì đây là máy cắt cầm tay theo như nhà sản xuất có ghi. Theo như nhà sản xuất có ghi ở đây á, là chúng ta xem 680 W, 11.000 vòng trên phút. Đây là cái tốc độ cũng khá là nhanh. Thì chúng ta xem với cái máy cắt này khi nó hoạt động thì nó sẽ tốn bao nhiêu điện ha. Chúng ta theo dõi nha. Bây giờ tôi sẽ tiến hành bật công tắc của cái máy cắt lên. Chúng ta theo dõi trên màn hình ở đồng hồ đo cái công suất tiêu thụ điện nha. Giờ tôi sẽ tiến hành bật lên. Rồi chúng ta theo dõi trên màn hình nhé. Giờ tôi sẽ bật cái máy cắt lên. Đấy. Khi cái máy cắt mà nó hoạt động là nó tiêu thụ là 280 W điện. Chúng ta theo dõi lại một lần nữa nha. Lúc mới khởi động lên là 500 W.
nhưng sau đó là nó còn có 290W đây, 280, 290, 300W, 300W. À, như vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng là trong quá trình hoạt động thì máy cắt cầm tay của chúng ta là tiêu thụ khoảng là 300W điện. 300W điện. À, cái dụng cụ tiếp theo mà tôi muốn test cho chúng ta đó là máy khoan. Thì đây là máy khoan GSB550 của Bosch, của hãng Bosch. Thì trên thiết bị này nó có ghi các cái thông số nè. À, chúng ta theo dõi. Thấy 550W. 20 cho đến 2000 gì đó, nói chung cái thông số này tôi cũng không rành lắm. Đây. Vậy thì chúng ta có thể nói là cái máy khoan này là công suất là 550W. Thì chúng ta sẽ xem trong quá trình nó hoạt động thì nó sẽ tiêu thụ là khoảng bao nhiêu điện ha. Chúng ta cùng theo dõi trên màn hình. À, chúng ta nhìn vào cái đồng hồ đo cái công suất tiêu thụ điện ha, chúng ta sẽ thấy. Bây giờ tôi sẽ bật máy khoan lên. 240W, 220. Giờ chúng ta theo dõi kỹ ha, khi nó mới khởi động lên thì nó sẽ tốn bao nhiêu nữa. 208, 207, 206, 205. Thì từ khoảng 250 cho đến 206. À, bây giờ chúng ta thử xem khoan chế độ búa thì nó sẽ có tốn nhiều điện hơn không nha. Chuyển qua chế độ búa. À, chúng ta cùng theo dõi trên màn hình nha. À, ở chế độ búa này nó còn công suất tiêu thụ điện nó còn ít hơn. Ít hơn so với chế độ khoan bắt vít nữa. À, khoảng 230W. Như vậy thì nó tương đương nhau. Chế độ khoan bắt vít và chế độ khoan tường nó công suất tiêu điện tương đối bằng nhau ha. Nó cũng dao động khoảng trên dưới 300W. Rồi đó là cái máy khoan. À, như vậy thì tôi đã vừa test cho chúng ta xem công suất tiêu thụ điện của máy cắt sắt lớn, rồi máy hàn, máy cắt cầm tay cũng như là máy khoan. Thì chúng ta thấy là các thiết bị này công suất tiêu thụ điện nó khá là lớn. Chính vì vậy là trong quá trình chúng ta sử dụng để cắt, để hàn, để khoan cũng như là dùng máy mài thì chúng ta lưu ý là sử dụng cái dây điện, cái dây tải điện nó phải lớn để tránh cái trường hợp là nó xảy ra quá tải dẫn đến là cháy cái đường dây của chúng ta. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì nếu mọi người có những cái góp ý gì hãy comment bên dưới, và nếu như chúng ta cảm thấy video này hay thì hãy cho tôi một đăng ký cũng như là một like để động viên tôi ra những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.